Xin chào các bác đã quay trở lại với kênh Kiên Xe Đạp, một kênh chuyên review đánh giá những chiếc xe đạp chính hãng nhập khẩu. Trong video ngày hôm nay em xin giới thiệu đến các bác mẫu xe Solomo D581, chiếc xe mang cấu hình full group Shimano DOG. Và bây giờ em sẽ vào đánh giá chi tiết toàn bộ chiếc xe để cho các bác xem. Chiếc xe khung nhôm, màu sơn nguyên bản. Chiếc xe còn rất là đẹp, lớp sơn rất là mới, chủ cũ họ đi rất là giữ gìn nên là chiếc xe còn được khá là mới. Xe chỉ có một vài vết xước nhỏ do quá trình sử dụng, cộng với cả là xe bãi không thể tránh khỏi. Trang bị full group Shimano DOG từ bộ chuyển động đến Mayer DOG, phanh dầu tay bấm DOG, full group Shimano DOG, cấu hình cực cao trong cái tầm giá 8-9 triệu là rất là hợp lý. Xe rất là đẹp, túi nghĩa trục rỗng, bây giờ em sẽ vào đo size và test chuyển động của chiếc xe để cho các bác xem. Size của chiếc xe từ tâm trục đạp đến khóa cọc yên là 46 cm. Từ khóa cọc yên đến tâm cửa phốt là 56 cm. Chiếc xe sẽ phù hợp cho các bác từ khoảng 1m6263 đến 1m7273 đi là phù hợp. Rất nhiều bác hỏi em về cái giá bán của chiếc xe là bao nhiêu, thì các bác em đã đề ngay ở cái chỗ tiêu đề là các bác ấn mũi tên trỏ xuống vào là cái giá em đã đề đây luôn này. Còn nếu mà em không đề giá thì tức là xe đã bán. Cái thứ hai là một số bác bảo là không thấy YouTube gửi thông báo khi mà em đưa lên xem xe mới lên trên kênh ấy, thì các bác ấn cho em cái chữ đăng ký, chọn ấn chuông, chọn tất cả đấy, thì nó sẽ gửi tất cả các cái thông báo khi nào bên em cứ có xe nào đăng lên trên kênh thì nó sẽ gửi cho các bác vào thông điện thoại nhá. Trang bị 10 tầng lip, 3 tầng đĩa cho 30 tốc độ. Chuyển động thì rất là mượt mà, nhẹ nhàng êm ái. Và chiếc xe đang có giá bán rất tốt bên em là 8.9 triệu, bao ship toàn quốc cho tất cả các bác chuyển hết tiền. Các bác quan tâm đến chiếc xe thì liên hệ số Zalo trên màn hình 0975 709 943. Ngoài ra thì các bác ấn đăng ký kênh ở góc phải màn hình cộng ấn chuông để nhận được những cái thông báo về những chiếc xe mới bọn em đưa lên kênh. Cảm ơn các bác đã xem hết video, hẹn gặp lại các bác trong những video lần sau.